Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với 7net. Và trong video lần này sẽ là một cú hit vào phân khúc điện thoại tầm trung đến từ nhà Xiaomi. Đó chính là em Redmi Note 11S. Hiện chiếc điện thoại Redmi Note 11S đang được bán tại 7net với giá là 6.690.000 đồng. Và bạn có thể được giảm lên tới 500.000 khi thanh toán qua VNPay. Các bạn hãy click ngay vào đường link mình để bên dưới phần mô tả để biết thêm chi tiết nhé. Đầu tiên, như các bạn đã thấy trên tay mình đây là một em Redmi Note 11S phiên bản màu đen. Và ngoài ra em nó còn có phiên bản màu trắng và màu xanh dương nữa. Thì với có một cái bề ngoài vuông vức là một cái thiết kế đang là mưa làm gió hiện bây giờ đấy, thì mình có thể nói là Xiaomi bắt trend rất là tốt. Tuy nhiên nếu mà góc cạnh quá thì khi bạn cầm lâu sẽ bị hơi cấn tay một chút, cho nên là Xiaomi đã làm cong nhẹ viền hai bên để cho bạn có một cảm giác cầm nắm thoải mái hơn. Mặt sau và cạnh hai bên của em nó được hoàn thiện bởi chất liệu nhựa nhám, có hoa văn giả kim loại và hơi bám vân tay một chút xíu. Tuy nhiên thì điều này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng ốp lưng mà Xiaomi đã tặng kèm cho người dùng trong chiếc hộp. Đây. Ở cạnh bên thì sẽ có một phím nguồn tích hợp với cảm biến vân tay một chạm, khá là tiện cho các bạn, chỉ cần chạm nhẹ là mở được điện thoại lên rồi nè, và gần như không có độ trễ luôn. Tiếp theo sẽ là về phần camera. Đây là một phần mà Xiaomi đã đầu tư khá nhiều và có phần vượt trội hơn so với Redmi Note 11, với cam chính có độ phân giải cực khủng lên đến 108 megapixel. Và ở dưới đây các bạn sẽ thấy là có các cảm biến phụ, là sẽ có một cam góc siêu rộng 8 megapixel, một cam tele và một cam macro có cùng độ phân giải là 2 megapixel. Ngoài ra với cụm camera như vậy á, sẽ cho người dùng rất là nhiều chế độ chụp hình và quay phim khác nhau luôn. Ở mặt trước chúng ta sẽ có một màn hình với thiết kế đục lỗ khá là quen thuộc và kích thước là 6.43 inch, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Thêm vào đó là em nó được trang bị tấm nền AMOLED và độ phân giải Full HD cộng, sẽ cho ra các màu sắc bắt mắt và tươi mới hơn. Và đặc biệt với một cái viền màn hình mỏng như vậy cộng thêm là tần số quét 90Hz nữa thì sẽ cho các bạn một cái cảm giác sử dụng mượt mà khi mà lướt web hoặc là xem YouTube nè. Tiếp đến sẽ là về cấu hình, thì em nó được trang bị một con chip khá là mới đến từ nhà MediaTek, đó chính là Helio G96 CPU. Thì ngay từ đầu mình đã nói với các bạn á, đây là một chiếc điện thoại tầm trung, cho nên với một con chip như vậy thì chắc chắn sẽ cân được các tác vụ thông thường như là nghe, gọi, xem phim, lướt web. Còn về cái mảng chơi game á, thì mình đánh giá em nó chỉ tương đối thôi, không quá nổi bật. Nhưng mà nếu các bạn có quan tâm về cái mảng chơi game á, thì mình sẽ làm một video đánh giá chi tiết test các tựa game trên em nó sau nhé. Và cuối cùng thì chắc chắn sẽ là về thời lượng pin rồi. Được trang bị một viên pin mạnh và khá phổ biến là 5000mAh kết hợp với sạc nhanh 33W. Thì với cái thời lượng pin như vậy, bạn có thể sử dụng được các tác vụ thông thường cho cả một ngày dài. Đó, Redmi Note 11S với một thiết kế mỏng nhẹ, camera thì đỉnh khỏi phải nói, cấu hình thì vừa đủ, quá là hời cho một chiếc điện thoại tầm trung phải không? Về thông tin của em này thì mình sẽ để bên dưới phần link mô tả, các bạn hãy click ngay để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Tạm biệt.